yêu với hôm qua nay lạnh lùng bằng giá. Ôi người yêu dấu ơi, người chiếm lấy tim ta nay phù phàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đau chiều nay ta ba vơ trên cơn dài thăm vắng, xót thương cho cuộc tình ta. Biển sóng vô biên ba thương cho đời cay đắng, người yêu hỡi có biết hay chăng. Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ như xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là như chiếc lá bay ngân hà, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Dạ rồi, em chào anh em. Tiếp tục thì em test con Amly 1500 R 25 mã ha. Con này em gửi cho anh khách Bến Tre này. Rồi anh chốt thêm một con vang DB Gotik đó là 350 Pro V2 thì hôm nay em đã set up sẵn cho anh rồi. Về anh chỉ cắm vào là chơi thôi nha. Đó, thì hôm trước anh đã lấy một cặp AV monitor tại shop em nha. Và hôm nay anh làm cái bộ này nữa ha. Đây là cho về anh em đã chơi test được hát rồi. Và hiện tại thì em đang cắm cái cổng quang từ Smart TV vào con vang anh em nha. Tiếng khá là ok. Anh em nếu anh em chơi không dây thì tao có thể kết nối từ một cái màn hình thông minh hoặc là một cái điện thoại iPad gì đó. Tao có thể kết nối Bluetooth qua con vang này cũng được anh em nha. Đó. Rồi với cái mẫu combo này thì hiện tại em bán rất là nhiều anh em nha. Combo của DB Gotik là hot nhất hiện nay. Ngoài ra VS em đang bán cho anh em. Thì nếu mà so sánh thì em cũng so sánh trực tiếp cho anh em. Về cái độ chống hú thì con xa VS sẽ chống hú gần như là tốt hơn con này. Dù con này 9 điểm thì con này tới 10 điểm ha. Đó mình không cũng nhận thì mình bán rất là nhiều mình test. Nhưng mà có những anh em người ta phòng, người ta rộng, người ta chơi, người ta vẫn chuộng cái DB Gotik vì cái thương hiệu nó khá nổi tiếng rồi. Đó. Rồi thì hôm bộ dàn tổng thể, bộ dàn karaoke hôm nay cho anh em vừa nghe nhạc vừa hát karaoke hay nha. Thì để em chuyển qua một cái nhạc cho anh em nghe nha. Chơi nó nhạc đi em ha. Anh em chơi nghe nó phê nè. Loa là 12.500.000 anh em. À, loa 12.500.000, Amly là 11 triệu này. Vang mic là 5.800.000 ha. Cộng cả bộ là 5.800.000, lấy lẻ là 3 triệu. Sub là 14.500.000. À, vị trí nguyên cái bộ này anh em chơi thì cái này là 17 triệu này. 17 triệu với 12.500.000 với 14 năm là như là 27 với 17 là 44 triệu cho nguyên cả một cái combo. Đấy, dây nhờ tặng đầy đủ cho anh em vừa hát karaoke gia đình và vừa nghe nhạc hay anh em nha. Đó. Rồi, anh em nghe thử cái nhạc chill nha. Cực phê luôn. Chúng ta chơi vào vang thường thì volume của Amly chúng ta thay đổi ở mức 12 giờ anh em nha.
Và tạm thời thì đợi 5.500 rồi, hay là mã tay shop em là đã hết, chỉ còn duy nhất một con là 2.200 là mã tôi em vừa lên sóng cho anh em đây. Thì với cái bộ này, khi mà con này ráp với cái bộ này cũng rất là hay, thì bản chất của 2.000 nó phải hơn con này rồi anh em nha. Đó, anh em nghe thử rất là phê nha. Rồi anh em nhé, anh em nào có nhu cầu chơi cái bộ này hoặc là chơi những bộ cao cấp hơn hãy alo ngay qua cho bên em nhé, để tư vấn và lắp ráp cho anh em luôn nha. Rồi thì một lần nữa em sẽ test cái tiếng ca, cái vang về eco cho anh em nghe này. Chúng ta đang phối hợp với eco và điều hòa nha. Lên 1, 2 tiếng phê cho anh em. Bây giờ em tắt eco nè, xuống eco hết để cái điều hòa cho anh em nghe nè. Lên 1, 2 tiếng vật không cho ca sĩ nó đã phê rồi, nhưng mà chúng ta ca gia đình thì phải lên miếng eco cho nó ngọt và nó êm, nó dịu lại chút xíu nữa. Lên 1, 2 ok chưa? Quá ok luôn ha. Thì anh em có nhu cầu alo cho em nha. Chào anh em, chào các bác nha. Giá bên em là bao ship nếu chịu khoản đủ, ship còn anh em cộng với em 20% giá trị sản phẩm, em không bao ship còn ha. Dạ chào anh em, chào các bác.